Tư lệnh Ukraine phản đối tuyển tù nhân vào quân đội. Tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny tranh luận căng thẳng với các nghị sĩ về dự luật tuyển quân, phản đối điều khoản huy động tù nhân nhập ngũ. Tờ New Voice of Ukraine dẫn lời các nghị sĩ quốc hội giấu tên tiết lộ tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny đã bày tỏ bất đồng với các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia trong cuộc họp về dự thảo luật huy động tân binh hôm 4 tháng 1. Đã có những cuộc tranh luận rất căng thẳng, trong đó có về tiêu chuẩn tuyển mộ người khuyết tật và phương án gửi lệnh triệu tập nhập ngũ qua thiết bị điện tử, một nghị sĩ tiết lộ. Tướng Zaluzny phản đối một số điều khoản trong dự luật như đề xuất tuyển mộ tù nhân cho quân đội, nhưng cũng nhấn mạnh nhu cầu bổ sung binh sĩ để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Tôi cần thêm người, Nga đã huy động 400.000 quân và đang chuẩn bị gọi nhập ngũ hàng trăm nghìn người nữa. Tôi kiếm đâu ra tân binh đây? Hãy tìm người nhập ngũ từ khắp nơi trên thế giới hoặc tự ra tiền tuyến chiến đấu nếu có vị không làm được điều đó. Nghị sĩ giấu tên dẫn lời ông Zalushnyi trong cuộc họp báo. Tướng Zalushnyi nhấn mạnh rằng Ukraine cần áp dụng quy định tuyển quân chặt chẽ hơn để đảm bảo nguồn tân binh, khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đảm bảo mạng sống cho từng quân nhân. Các tân binh sẽ được huấn luyện trong 80 ngày trước khi ra trận. Hãy tìm cách cung cấp nhân lực cho tôi, ông nói. Dự luật quy định giáo viên và cảnh sát cũng sẽ phải nhập ngũ, điều vấp phải sự phản đối của đại diện Bộ Giáo dục và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Uerov đề xuất đưa dự luật ra trước toàn thể quốc hội vì cho rằng Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia sẽ khó lòng điều chỉnh văn kiện này. Mikhailo Fedorov, Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó nói rằng Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật tuyển quân với những điều khoản như hiện nay. Dự luật Ukraine đang tranh cãi về kế hoạch huy động thêm 450.000 đến 500.000 binh sĩ mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cập cuối năm ngoái. Ông nói quân đội đưa ra đề xuất này nhằm tạo ra bước tiến lớn trong cuộc xung đột với Nga. Dự luật mới cũng đề xuất giảm độ tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 xuống 25, cũng như điều chỉnh các quy định về nhóm dân cư được miễn trừ nhập ngũ. Việc công bố dự luật đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Ukraine, trong bối cảnh quân đội nước này đang đối mặt với nguy cơ thiếu quân trên chiến trường sau gần 2 năm xung đột. Một số người Ukraine tỏ ra bất bình trước những video lan truyền trên mạng, chưa thấy sĩ quan tuyển quân phát giấy gọi nhập ngũ tại phòng chim hay khu nghỉ dưỡng. Đòn hỏa mù của Nga khiến Ukraine choáng váng. Dưới như mọi điều tồi tệ đang đến với Ukraine, Nga đã bắt đầu khởi động chiến dịch tàn phá các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Vào ngày 2 tháng 1, Nga tập trung chủ yếu vào Kiev và Kharkov hơn 100 tên lửa đã được sử dụng cùng với nhiều máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố rằng Kiev là thành phố được bảo vệ tốt nhất trên thế giới trước các cuộc tấn công trên không. Sự hỗ trợ của phương Tây đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đó. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Kiev được tổ chức theo từng lớp với hàng loạt các hệ thống tên lửa tân tiến và danh tiếng như Patriot, NASAM, Aristi và hệ thống S-300. Tuy nhiên, ngày mùng 2 tháng 1, tên lửa của Nga xuyên thủng hàng phòng thủ của Kiev một cách dễ dàng mà gần như không có một chiếc nào bị bắn hạ. Phía Kép vẫn tuyên bố tỷ lệ bắn hạ là trên 90% như thường lệ. Đặc biệt là tướng Zaluzny có tuyên bố đã bắn hạ 10 trên 10 tên lửa siêu thanh Kinzhan. Tuy nhiên, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ignat mới đây đã thừa nhận họ chưa bắn hạ được một tên lửa Kh-22 nào kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bởi vì theo ông này, tên lửa Kh-22 bay với tốc độ 4.000 km h tương đương với Mach 3, tiếp cận mục tiêu chủ yếu theo quỹ đạo đạn đạo và cần phải có phương tiện đặc biệt mới có thể đánh chặn nó. Rõ ràng là một phát ngôn viên có thẩm quyền nhất Ukraine về lĩnh vực phòng không như Yuri Ignat đã phải thừa nhận rằng Ukraine không có khả năng tiêu diệt tên lửa Mach 3. Vậy thì làm cách nào để họ có thể tiêu diệt được 10 trên 10 tên lửa siêu thanh Kinzan có tốc độ Mach 10 tương đương với 12.000 km h đây? Cuộc không kích kéo dài trong vòng hơn 3 giờ vào sáng ngày 2 tháng 1 đã khiến cho cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine. Nga đã áp dụng một chiến lược hỗn hợp mới mà lực lượng phòng không Ukraine đơn giản là không thể đối phó được. Theo chuyên gia bình luận quân sự Sergei Kolisznikov, thì chiến thuật này được gọi là ba làn sóng hay còn được gọi là chiến thuật mô như. Đầu tiên, phía nga phóng UAV Kiran. Tiếp đến để làn sóng thứ hai, nó bao gồm tên lửa hành trình và đạn đạo. Ở làn sóng thứ ba, các loại vũ khí siêu thanh sẽ được sử dụng sau khi lực lượng phòng không ukraine bị phát hiện vị trí. Có tin đồn rằng cũng vào ngày mùng 2 tháng 1, một khẩu đội Patriot đã bị một trong những chiếc Kinza này bắn trúng. Rõ ràng, cuộc không kích đã phơi bày sự dối trá trong tuyên bố của giới lãnh đạo Kiev về năng lực thực tế của các hệ thống phòng không NATO. Bằng chứng rõ ràng nhất là tên lửa Aristi, vốn được ca tụng của NATO, đã bị trục trặc khi muốn đánh chặn tên lửa của Nga. Cuối cùng, nó rơi xuống một hồ nước ở Kiev. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine chỉ có thể đánh chặn được 23% số tên lửa đang lao tới. Tổng thống Zelensky tuyên bố trong vài ngày qua rằng Nga đã sử dụng 500 tên lửa và UAV để tấn công rộng khắp Ukraine. Vì vậy, khi nói về tổng số tên lửa, điều duy nhất khiến Kiev có thể tự an ủi mình đó là cuộc tấn công dồn dập vào Kiev và Kharkov, kho vũ khí của Nga đã vơi xuống một chút. Có điều, bất chấp truyền thông phương Tây liên tục dự đoán kho tên lửa của Nga sớm cạn kiệt, thì Moscow vẫn tích cực cho ra lò những loại vũ khí mới. Vào tháng 11 năm 2022, Nga chỉ sử dụng 120 tên lửa Iskander và vài chục tên lửa Khalib. Những con số này đã tăng lên một cách đáng kể vào cuối năm 2023. Cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm ngày mùng 2 tháng 1 và Kiev chủ yếu nhắm vào mục tiêu các doanh nghiệp phát triển sửa chữa và sản xuất máy bay không người lái. Hiện các nghị sĩ quốc hội Ukraine đang muốn văn phòng Tổng thống Zelensky làm rõ loại kho sản xuất nào đang bị tấn công. Sự kiện vào hôm 2 tháng 1 đã tiếp nối chuỗi sự kiện là các cú đoàn tấn công vào hôm 29 tháng 12 của Nga dám vào nhà máy quân sự Atem. nguồn tin nội bộ của Ukraine ngày 3 tháng 1 cho biết chiến lược xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí tại Kiev, nơi được coi là thành phố an toàn nhất ở Ukraine hiện tại đã thất bại. Hệ thống phòng không Ukraine không thể đối phó được với các cuộc tấn công tên lửa ồ ạt của Nga. hầu hết các nhà xưởng được xây dựng đều đã bị phá hủy. câu hỏi đặt ra ở đây là làm cách nào để có thể tự chủ cung cấp đạn pháo và UAV nếu như không có những nơi an toàn để sản xuất trong nước. Trong khi đó, cựu tướng Ukraine là ông Krivonos mới đây đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Kiev cần phải thành thật thừa nhận thực tế rằng chỉ riêng một công ty như công ty trang bị tên lửa chiến thuật tại thành phố Korolev của Nga đã sản xuất được 1.321 tên lửa hành trình trong năm nay. Trong khi người dân Ukraine luôn được thông báo rằng Nga không còn khả năng sản xuất bất cứ một vũ khí tân tiến nào do thiếu linh kiện. Cựu tướng này than thở rằng ông bị lừa giống như toàn bộ người dân Ukraine. Hóa ra Nga đã chuẩn bị một cách chuyên nghiệp cho các cuộc tấn công. Những video mà người dân Kiev đăng lên mạng đã xác nhận điều này. Hỏa bùng phát ở khắp nơi trong thành phố. Nó cho thấy rằng hệ thống phòng không của NATO đã bất lực trước các đòn tấn công từ phía Nga. Để so sánh thì chúng ta có một số liệu như sau. Mỹ được cho là đã có tổng kho dự trữ khoảng 4.000 tên lửa tôm hốc và họ đã bắn. Trong khi đó, giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Rostec hàng đầu của Nga là ông Sergei Chemajov mới đây hứa hẹn rằng lượng sản xuất xe tăng, xe bọc thép và đạn dược của công ty năm nay sẽ lớn hơn nhiều so với hai năm trước gộp lại. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tờ Wall Street Journal đã mở đầu năm mới 2024 với một loạt các bài viết mang đầy tâm trạng u sầu như sau. Nếu gọi là khủng hoảng thì hơi quá mức, nhưng mô tả nó một cách chính xác thì những gì mà Ukraine đang phải đối mặt khi năm mới 2024 bắt đầu. Quân đội ở tiền tuyến thì đang cạn kiệt đạn dược, đạn pháo đang được phân phối nhỏ giọt. Điều đó buộc Ukraine phải hủy bỏ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch và khiến cho việc giữ vững các vị trí phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga trở nên khó khăn. Một sĩ quan phụ trách liên lạc của một tiểu đoàn Ukraine gần đây cho biết, tình trạng thiếu đạn dược đã buộc đơn vị ông phải giảm 90% cường độ khai hỏa kể từ đầu mùa hè. Trong lúc Ukraine gặp khó khăn như vậy thì các đồng minh phương Tây của họ lại lưỡng lự. Quốc hội Mỹ vẫn đang nghỉ lễ Tết và không biết cách nào để giải quyết được sự bế tắc đối với việc tiếp tục viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Nhà lãnh đạo thân Nga của Hungary thì phủ quyết gói hỗ trợ trị giá 52 tỷ đô la do Liên minh châu Âu đề xuất. Nếu như những bế tắc này không sớm được giải quyết, khả năng duy trì chiến tranh, nền kinh tế và các chức năng cơ bản của chính phủ Ukraine sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, truyền thông Anh đưa tin rằng các kho dự trị quân sự của Anh đang cạn kiệt sau khi trang bị vũ khí cho Ukraine. Điều đáng nói là thông tin này được đưa ra đúng vào thời điểm mà tờ The Times dẫn lời nguồn tin của các quan chức tình báo quân sự Anh tin rằng Ukraine không thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga vào năm 2024 bởi vì nước này không đủ nhân lực hoặc vũ khí cho một cuộc đột phá lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính phủ Anh vẫn tin rằng tất cả những gì cần thiết để giành được chiến thắng trước Tổng thống Putin là thời gian và châu Âu cần phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí để giúp đỡ Ukraine tiến lên mà không cần nhờ tới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Có một điều mà các quan chức châu Âu hiện tại đã quên mất rằng, nhìn chung, các cuộc tham dò ý kiến gần đây của công chúng ở nhiều quốc gia phương Tây đều cho thấy họ đã quá mệt mỏi về chiến tranh. Ở khắp châu Âu, giới lãnh đạo hiếu chiến hiện phải lo lắng nếu như ông Trump thắng cử thì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bốc hơi, đồng nghĩa với việc họ đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của NATO thúc đẩy cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Tờ dự Tham viết như sau, nếu như Hoa Kỳ buộc phải lùi bước do Đảng Cộng Hòa trì hoãn việc viện trợ quốc phòng cho Kiev thì châu Âu sẽ phải tăng cường và duy trì dòng viện trợ này. Tờ này dẫn nguồn tin từ một quan chức Anh nói rằng liệu châu Âu có nên rút lui chỉ vì Trump sẽ nói rằng không cho thêm một đồng nào gửi tới Ukraine hay không tôi nghĩ hầu hết đều nhận ra rằng tổng thống putin không thể được phép giành chiến thắng vì hậu quả đối với an ninh châu âu là nghiêm trọng nhưng giới quan sát coi đây là một giấc mơ viển vông bởi vì viện trợ của mỹ cho ukraine vượt trội hơn nhiều so với châu âu